Chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta làm một cái mạch sạc cho cái quy của xe máy. Chúng ta sử dụng cái đây là cái cục sạc ở trong cái quy trong cái xe máy của chúng ta đây. Thì cái cục sạc này nó cũng các bạn ra ngoài chỗ người ta bán cái phụ tùng xe máy á, các bạn mua một cái thì chúng ta chế cục sạc, và chúng ta sẽ mua thêm một cái giắc cắm này nữa để chúng ta đấu nối cho nó dễ dàng. Và một cái không thể thiếu nữa là cái biến ốp của chúng ta. Ở đây là cái biến ốp của chúng ta là cái biến ốp 3A. Cái điện ốp vào là 210 với 220, và cái điện ốp ra thì nó có rất là nhiều ngưỡng, là từ 0, 6, 9, 12, 15, 18 và 24V. Thì ở đây là cái điện ốp ra ta sẽ sử dụng cái hai cái đầu 0 và 24V này để chúng ta sạc cái quy của chúng ta. Thì về cách đấu nối như sau, ở đây là các bạn cái này là nó có 4 dây, thì chúng ta sẽ bỏ cái dây màu vàng này ra, ta sẽ đấu 3 dây còn lại này. Thì cái dây màu vàng này là ta không sử dụng, đây ta sẽ bỏ cái dây màu vàng này, còn lại 3 dây thì cái dây màu trắng và màu cái dây màu xanh này thì chúng ta sẽ đấu nối vào cái ở đây, chúng ta sẽ gắn cái này vào cái này. Đây các bạn gắn chặt cái này vào, thì bây giờ cái dây màu ở đây các bạn nhìn thấy này, đây cái hai cái sợi ở phía dưới này là cái sợi màu trắng và cái sợi màu trắng và cái sợi màu xanh này. Thì chúng ta sẽ đấu nối vào cái đầu ra 24V của chúng ta. Ở đây là cái điện ốp ra này là cái điện ốp 24V, nó cũng xoay chiều nữa các bạn. Đây chúng ta sẽ đấu nối vào đây. Thì điện ốp xoay chiều thì ta không phân biệt cực, thì ta cũng có thể ở đây ta đấu nối để thuận chiều, ta đấu cái đây, cái này ta để đấu vào đây. Tức là cái dây màu trắng và cái dây màu xanh này thì các bạn đấu vào cái nguồn 24V này. Đây, cái sợi màu trắng và cái sợi màu xanh thì chúng ta sẽ đấu vào cái nguồn 24V. Và cái mạch cái đây là cái phần nguồn xoay chiều của chúng ta, và cái điện áp một chiều á thì chúng ta sẽ đấu nối như sau. Thế đây ta có cái đây tôi sẽ sạc cho cái bình ắc quy này. Thì cái bình ắc quy này nữa là 12V 5A. Đây cái trong cái xe máy của chúng ta đây, thì ta sẽ sử dụng thêm cái kẹp cái sáo này để chúng ta đấu nấu. Thì ở đây là cái cực dương của cái quy, ta sẽ kẹp vào cái kẹp màu đỏ này. Cậu màu trắng là cái cực âm của quy, ta sẽ kẹp vào cái sợi dây màu trắng này. Thì cái sợi dây màu đỏ này thì các bạn sẽ đấu nối với lại cái sợi dây màu đỏ ở trong cái cục sạc này. Đây các bạn gắn vào đây. Đây. Còn lại cái sợi dây màu trắng này. Màu trắng này thì các bạn sẽ gắn về cái 0V này, cái 0V này ở trong cái biến thế này. Cái 0V thì nó là cái màu ở đây. 0V là cái màu cái dây màu xanh này. Ở đây là cái dây 24V. Đây là dây 0V, thì ta sẽ gắn vào cái 0V này. Đây ta sẽ gắn qua bên này. Đấy, chúng ta đấu nối như vậy là nó đơn giản như vậy đấy. Thì đây là hai cái đầu để ta cấp cái nguồn 220 của chúng ta. Thế đây tôi sẽ sử dụng cái fix này để chúng ta cắm cái nguồn 220.
Bây giờ tôi sẽ đầu tiên là tôi sẽ đo cái điện áp ở trên cái bình ắc quy này. Tôi sẽ sử dụng cái đồng hồ để tôi đo cho các bạn xem. Ở đây là nó 6V 6V 2, cắm điện vào đây, cái cắm cái nguồn vào đây để chúng ta sạc. Đây, bây giờ tôi sẽ tiến hành đo cái điện áp ở đầu ra trên cái hai cái cực của cái cục sạc này để xem thử nó là bao nhiêu volt. Điện áp đo được trên đầu ra của cái cục sạc là 11.7V. Kẹp cái này vào. Đây là cực dương, đây là cực âm. Đây, các bạn đợi cho nó sạc một tí. Bây giờ chúng ta sẽ cắt điện để chúng ta đo thử cái điện áp trên hai cái cực này là bao nhiêu. Lúc nãy là nó là 6V. Này, bây giờ coi thử cái bình chúng ta nó có sạc lên không. Đó, nó đã lên được 7V rồi đó. Đấy, đây là một cái mạch sạc nó rất là đơn giản và chúng ta đấu nấu nó cũng dễ dàng. Thì ta chỉ sử dụng cái ở đây các bạn có thể tận dụng lại cái bộ sạc ở trong cái xe máy cũ giống là đó. Thì chúng ta có cái trong tất cả các xe máy nó đều có cái cục sạc này. Và ở đây chúng ta sẽ sử dụng thêm cái biến ốc đầu ra điện ốc là 24V. Thì cái biến ốc này là nó từ 12 15 đến lại 24V là chúng ta sử dụng được. 12V thì nó sạc nó rất là yếu. Nếu các bạn thấy cái kiến thức ở trong cái video này là hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cái video này để nhiều người được biết đến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và cái video này chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.